Nhìn cái gì? Em nhìn hả? Thắc mắc hả? Thắc mắc tại sao đứng chùi chùi cái này nãy giờ không ra hả? Ừ, sao nó dính gì? Cứng quá. Cứng cái gì? Cái này con ốc người ta mà. Ừ. Ủa hả? Chùi cái gì? Lao cái gì vậy? Bụi ở trên này sao không lao? Thấy ở ốc hả? The nè, the nè. The đây nè, phù bụi nè. Nó đang tùm lum chuyện gặp em nữa. Nhìn là biết liền, nhìn là biết liền. Có chuyện gì hả? Không gì đó. Thôi có gì đâu giấu. Hai anh em nhà có gì nói nghe coi. Ờ giấu cái gì đó, nó là không có cái chuyện gì mà đừng hỏi. Giỡn lại nhìn mặt bí rồi. Có buồn nhí không? Ê nè, sao không cầm micro nói lớn lên cho chị nghe luôn biết hả? Cái này em từng trải qua em biết mà. Nè đó thấy không? Tin nhắn tới liên tục, điện thoại không dám bắt máy. À buồn nhí cho mấy gì. Em nói thiệt nha, may là chị chủ đi vắng nhà. Chị chủ mà có ở nhà là gặp cái tình trạng này là anh chết. Không cần phải nói cái điều đó. Làm mất làm phước lao dọn đồ xong rồi tìm cái cách gì đó giúp đỡ anh coi. Anh có tin tưởng em không? Nếu mà anh tin thì em sẽ giúp anh. Tin thì dĩ nhiên là phải. Nhưng mà được không vậy? Trời ơi giỡn hoài. Em nói thiệt cho anh nghe nha, em từng giúp chị chủ biết bao nhiêu vụ mà anh có biết đâu. Cái gì? Em giúp bao nhiêu vụ hả? Không, không phải, ý là không phải vấn đề tình cảm trai gái, mà là giống như là cất tiền vô cái khoản nào không cho anh biết thôi, hiểu không? Chứ không phải là chuyện bậy bạ gì. Thôi bậy bạ giờ nói cái anh biết hết trơn rồi nè. Gì thấy chưa? Sao vậy Thắm? Nhưng mà tại vì anh hỏi thôi, chứ em đâu có nói. Không phải là anh không tin, nhưng mà anh sợ. Sợ gì? Tại vì người ta là một nữ đại gia. Anh có biết là em giúp được anh hay là không? Trời, nữ đại gia nhắn tin cho anh hả? Ờ. Cũng được rồi. Phải chỉ con trai nhắn tin mới sợ này, nữ mà. Thôi, nữ, nữ già không sợ à? Chà, căng à. Làm gì thì làm, tìm cách giúp anh đi. Cái gì cũng có cách hết, cái gì cũng có cách giải quyết hết, thiệt. Giờ em ráng em giúp đi chứ không là anh là bị lấy lại hợp đồng luôn á. Có cách rồi. Cái gì? Mở điện thoại ra, đợi đi, em nhắn tin cho. Hả? Giống như em giả là chị chủ á, hiểu không? Em nhắn tin cho bả là bả ngưng liền. Ủa sao cho chị được không vậy ấy? Trời ơi, người ta biết vợ người ta phát hiện rồi, người ta đâu có dám liên lạc nữa. Nhắn tin liền. Chắc chắn phải không? Ừ, được, được. Ủa em nhắn gì vậy? Có ngon, gọi lại lần nữa coi. Chùi miệng không? Thắm chùi miệng không? Thắm chùi miệng không? Cái gì? Bỏ điện thoại xuống. Hả? Nhắn cái gì tùm lum vậy? Mình nhắn vậy bả gọi lại em mới bắt tận tay em chửi bả liền. Trời ơi, em làm ơn em. Gì vậy? Không, hôm nay có quà. Chạy ra lấy giùm. Có quà hả? Nhanh. Trời ơi. Ôi, có khi nào bà nữ đại gia nó gửi cho anh hột xoàn không? Không phải đâu. Ôi. Nhiều khi có khi nào không phải hột xoàn mà mở ra nguyên cái hột xoàn. Ôi, trời. Hột xoàn là nuốt luôn á. Đó, nó ngẹn á. Bây giờ sao ta? Ủa, mà sao ai không lịch sự, không có tên tuổi gì hết kìa? Bả đó, bả cho mãi hết trơn á. Cái này mà chị chủ về chị chủ thấy á, chị chủ hả, ly dị anh luôn đó. Ly dị đó, khủng quá. Bây giờ anh đừng có lấy, anh đừng có nhận, để em nhận cho. Coi như quà này quà của em, phải không? Ừ, em giữ cái bí mật này cho anh. Chưa tin đâu. Gì? Thiệt chưa tin nữa vậy sao mới tin? Thề đi. Bạn muốn thề gì? Em thề nếu như em tiết lộ bí mật này thì cái nết của em sẽ càng ngày càng lành. Ok anh, em sẽ mất nết luôn. Còn anh, nếu mà anh nói ra cái bí mật này, anh sẽ lùn thêm 1.5 tấc nữa. 1.5 tấc là đang lùn hiện tại rồi. Ồ vậy hả? Vậy cho anh nữa, lùn nửa tấc thôi. Chơi. Ôi Thắm ơi, em nhẹ nhẹ cái tay chút được không? Dạ. Để bình bông của chị đó. Dạ biết rồi, lỡ tay trơn á. Càng lau càng bóng. Ôi càng lau càng bóng ý, dễ sợ. Ủa cái vòng tay? Vòng của em chị đẹp không? Trời ơi, chị nhìn là biết vòng phong thủy liền đúng không? Trời ơi, mắc tiền hả chị? Nè nhìn coi. Dạ. Em lấy nó ở đâu? Ăn trộm đúng không? Cái gì vậy chị? Chị lúc nào cũng nghĩ xấu với em hết trơn á. Cái vòng này á là thật ra là có người tặng cho em. Người ta thầm thương trộm nhớ em tặng cho em. Người thầm thương trộm nhớ. Trời ơi, thích quá trời. Ông này
Rồi, bắt đầu kiếm chuyện giọng đây nè. Suốt ngày hai chồng cái lộn hoài, mệt mỏi ghê. Đừng. Nè em sao vậy? Em xách đồ em đi đâu? Tôi không còn gì để nói với anh nữa hết á. Em ơi, anh mới ngủ dậy mà còn nhiều điều nói lắm chứ em sao vậy? Em đi đâu? Anh còn giả nai với em nữa hả? Hai người giỏi lắm. Gì? Bấy lâu nay á, hai người lừa dối sau lưng tôi đúng không? Hả? Em... nói đi. Em nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Anh lừa dối cái chuyện gì sau lưng em? Anh còn giả ngây giả ngô với em nữa hả? Quà em tặng anh đi tặng người ta là sao? Quà gì? Anh nhìn đi, cái vòng tay phong thủy nó đeo đó. Em muốn gây bất ngờ cho anh, anh đem em tặng nó là sao? Ủa, cái vòng này là em tặng hả? Chứ còn gì nữa? Vậy là cái vòng này là của chị tặng cho anh hả? Đúng rồi, chị muốn gây bất ngờ cho anh, chị đặt cái vòng đó để tặng cho anh. Tự nhiên anh đem tặng em là sao? Ủa chị không phải, chị không phải. Em tưởng người khác tặng chứ chị tặng rảnh thì cái trả nè. Chứ không trả lấy cái làm cái gì? Lấy tối về lận hả? Tại vì em biết sao, cái hộp quà nó không có gửi tên cho nên là anh không có biết ai, thì anh mới đưa cho ông Thắm. Không vậy chị bình tĩnh. Chị nghe em nói nè, câu chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Chị hiểu lầm rồi. Thật ra nó là vậy nè, có một cái bà kia, bà là nữ đại gia, bà mê chồng chị. Trời ơi, chị chưa biết đâu, ngày nào cũng nhắn tin, cũng gọi điện thoại giả hết trơn á, mà anh không dám trả lời, sợ chị phát hiện á chứ. Hồi sáng này nè, cái bà gửi tới em đâu biết là của chị gửi đâu, em tưởng của bà gửi cho ảnh. Em và ảnh mới bài mưu tính kế là coi như là cái đây là quà của em. Em nhận giùm để cho chị đừng có phát hiện. Mà ai về cuối cùng là dòng của chị gửi cho ảnh. Đầu đuôi là câu chuyện là vậy đó chị. Kể luôn cuộc giữa hả? Em nói thiệt không vậy? Thiệt 100% luôn, em không có nói xạo gì hết trơn á. Thì trời ơi, chị cứ em với ảnh sao mà tình ái gì không có cái chuyện gì xảy ra đây hết trơn á. Đúng rồi. Trời ơi, suốt ngày cứ nghĩ xấu cho em hoài. Mướn ô xin chia trẻ đẹp quá, mướn tự lựa người nào lớn lớn tuổi chút xíu đi. Mày mốt mướn tự đi lựa giùm đi ha. Nói gì mà nói nhiều quá vậy? Hả? Ủa, nói vậy là hai người không có gì với nhau hết trơn hả? Trời ơi, anh đã nói với em rồi là hai người không có cái vấn đề gì hết. Mình lớn thì mấy mốt có chuyện gì từ từ nói chuyện. Thôi đã vậy em còn nói là đứng sau lưng em. Có đời nào anh đứng sau lưng mà nói xấu em đâu. Thì coi như lần này em sai đi. Hai người mà có lần sau nữa tôi không tha đâu đó. Trời, có lần sau chắc tha. Ủa, hồi nãy con Thắm nó nói là anh có bà già đại gia theo đuổi. Hả? Nè, hả? Bữa nay em lái máy bay luôn hả? Bay không có độ cao đâu, sợ độ cao. Cái đó là anh giải quyết là chị, em không biết nha, không biết bà nào hết á. Ủa, em không thấy anh đang chỉ hả? Sao uổng ngón tay vậy? Anh hả? Anh đang nói con Thắm chứ có nói em đâu, em đi đâu nữa vậy? Thôi, đúng là có bí mật, đừng bao giờ kể.